Tống Kho Men giá rẻ Hồng Apollo xin kính chào bà con. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới bà con một bộ ốp tường 3060 mới nhất. Và bộ ốp tường này gồm có viên nhạt, viên viền và viên điểm. Cuối cùng đó là viên động. Thì bộ ốp tường này phù hợp ốp phòng khách, phòng tắm, có thể là phòng bếp. Thì chúng ta nếu mà có phòng khách ấy, thì bà con nên dùng viên đậm nhạt điểm luôn, và có thể là đậm điểm và viền. Đây viên viền đây. Có cách thứ hai đó là mình ốp nhạt điểm và viên viền. Và cách thứ ba đó là mình chỉ ốp viền và viên nhạt, hoặc là viền và viên đậm đó. Thì tùy bà con. Còn đối với phòng tắm thì theo tôi ấy, thì bà con nên ốp viên đậm viên nhạt, hoặc là mình có thể kẻ len chỉ đậm nhạt đậm, hoặc là nhạt đậm nhạt để tạo tông tạo điểm nhấn. Chào bà con.